Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề Con số may mắn 444, 444, thông điệp tâm linh trong tháng này. Đây là một trong những con số thiên thần quan trọng nhất. Chứa vô số thông điệp và tín hiệu cho các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao nó rất phổ biến và được nhìn thấy thường xuyên ở các giai đoạn và thời gian khác nhau. Con số may mắn 444 là một thông điệp từ thần thánh. Thúc giục bạn cố gắng hướng tới mục tiêu và khát vọng của mình mà không rút lui. Nó yêu cầu bạn quyết tâm và tập trung và không nghi ngờ vào quá trình bạn đang thực hiện để đạt được mục tiêu cụ thể và thành công đã gần kề khi bạn bắt đầu nhìn thấy con số may mắn 444, đó là sự xác nhận rằng bạn đang đi đúng hướng và cuộc sống của bạn đang diễn ra như kế hoạch. Các bậc thầy thăng thiên và các thiên thần hộ mệnh đang cảm ơn bạn vì đã ở trên con đường của cuộc hành trình, cuộc sống đích thực của bạn. Họ yêu cầu bạn luôn mạnh mẽ và tự tin. Họ luôn ở bên bạn trong hành trình và giúp bạn trên mỗi bước đường. Họ muốn bạn ngừng lo lắng về tương lai hoặc sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn mà thay vào đó tập trung vào suy nghĩ tích cực. Ngoài ra, số 4 là biểu tượng của tham vọng và đam mê và bốn yếu tố quan trọng, lửa, không khí, nước và đất. Nhiều người nhìn thấy con số may mắn này sẽ cảm thấy thanh thản và bình yên vì con số rung động năng lượng mang lại sự bảo vệ và an toàn. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn thấy mình nhìn thấy 444 nhiều lần hãy luôn tự nói với bản thân rằng tất cả đều ổn. Khi nói đến tình yêu, con số may mắn 444 rất trực tiếp, cụ thể và mang lại tin tốt lành. Nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này ngay khi bạn đang trong quá trình tìm kiếm người bạn tâm giao phù hợp với mình, thì đã đến lúc thể hiện sự tập trung toàn diện. Con số giúp bạn thể hiện sự quyết tâm trong hành trình tìm kiếm người phù hợp. Cái thiên thần hộ mệnh của chúng ta luôn có sứ mệnh thiêng liêng là cung cấp cho chúng ta tất cả sự hỗ trợ mà chúng ta có thể cần để đạt được nhiều lần bạn có thể thấy mình đang ở trong một mối quan hệ mà bạn đang phải trải qua một số khó khăn bạn thấy rằng mọi thứ không diễn ra theo như những gì bạn đã dự tính bạn cho phép nỗi sợ hãi và bất an đến với mình và mối quan hệ đi vào ngõ cụt và bạn chia tay với một người có thể là người bạn tri kỷ đặc biệt với bạn. con số may mắn, 444. Khi nói về tình yêu, đây là biểu tượng của sự khuyến khích và cân bằng. Thông điệp từ thiên thần của bạn là bạn cần phải ra ngoài kia, tìm kiếm tình yêu và xây dựng những mối quan hệ bền vững, sẽ chịu đựng được thử thách của thời gian. Những bất an này bắt đầu len lỏi khi bạn mất đi sự cân bằng này. Sau đó, bạn bắt đầu nó kết nối với những người quan trọng với bạn Những kết nối quan trọng trong cuộc sống của bạn Một cách tốt để tránh xảy ra sự cố này Là đón nhận nguồn năng lượng Được truyền bởi con số may mắn 444 Và quan sát khi các sự kiện trong cuộc sống của bạn Diễn biến theo chiều hướng tốt Lắng nghe thiên thần hồ mệnh của bạn Vào đúng thời điểm Sẽ đảm bảo bạn không lãng phí thời gian của mình Và của người khác Khi bạn nhìn thấy con số may mắn 444 các thiên thần của bạn đang gửi cho bạn một thông điệp an ủi và cố gắng đảm bảo với bạn rằng bạn đang trên con đường dẫn đến sự ổn định và tự do về tài chính của mình. Bạn đang mang trong mình bộ óc và tư duy phù hợp cần thiết để thể hiện hoặc đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Đó là một tín hiệu thiên liêng cho thấy rằng bạn sắp đạt được tình trạng tài chính mà bạn đang hình dung. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ cần phải làm việc chăm chỉ và làm theo đúng quy trình để đạt được tiến bộ rõ ràng nhưng việc tạo ra cuộc sống như mơ ước của bạn có thể sớm trở thành hiện thực sẽ rất hữu ích nếu bạn tin rằng bạn có thể làm được tất cả mọi thứ và sức mạnh để tạo ra lối sống mong muốn của bạn là ở trong bạn chỉ cần tin tưởng vào quy trình và tin vào thời gian thần thánh đừng quên rằng bạn không bao giờ được đánh giá thấp sức mạnh của một tâm trí kiên định bất cứ điều gì bạn tập trung vào với một nguồn năng lượng mãnh liệt đều trở thành hiện thực của bạn hãy chắc chắn rằng bạn không có những suy nghĩ tiêu cực khi nhìn thấy con số may mắn 444. Vì vậy, những suy nghĩ như là thiếu thốn và nợ nần nên tránh xa tâm trí của bạn vì chúng có thể cản trở bạn để thể hiện sự dư giả và xoay chuyển tình hình tài chính của bạn. Hãy nhớ rằng con số may mắn 444 là một thông điệp về sự kiên định từ các bậc thầy đã thăng thiên, thúc giục bạn tiếp tục làm việc và tiếp tục trên con đường hiện tại của mình con số may mắn này khuyến khích bạn nỗ lực nhất quán trong công việc vì tình hình tài chính của bạn sắp được cải thiện làm việc chăm chỉ không có nghĩa là bạn phải mất ngủ hoặc làm việc quá sức bạn chỉ cần để mắt đến mục tiêu của mình và luôn lạc quan về một tương lai tài chính an toàn hơn bạn có thể làm việc chăm chỉ và thông minh quản lý thời gian tốt và vẫn có đủ thời gian để thư giãn và tham gia vào cuộc sống xã hội của mình. Điều này có nghĩa là bạn luôn có thể cân bằng giữa làm việc nhất quán để đạt được mục tiêu và vẫn tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống. Vì vậy, cho dù bạn đang gặp khó khăn về tài chính ngay bây giờ hay đang trong tình trạng dư giả, những thiên thần hộ mệnh của bạn vẫn liên tục gửi đến bạn thông điệp về sự thay đổi và gia tăng tích cực. Tất cả những gì bạn cần làm là tập trung và không ngừng tin tưởng vào ước mơ và tầm nhìn của bạn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con số may mắn 444 là một con số quan trọng liên quan đến nghề nghiệp mà chúng ta đã chọn. Đó là sự đảm bảo từ những bậc thầy đã than thiên của bạn rằng các thiên thần hộ mệnh luôn dõi theo bạn và quan tâm đến phúc lợi của bạn mỗi bước trong ngày. Một khi bạn bắt đầu nhìn thấy 444, điều đó có ý nghĩa đối với sự nghiệp của bạn bạn nên mong đợi sự ổn định lâu dài đó là một thông điệp thiêng liêng từ các thiên thần bạn nên đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực hơn vào việc hoạch định con đường sự nghiệp của mình sẽ rất hữu ích nếu bạn đã lên kế hoạch và vạch ra mọi thứ ngay cả đến chi tiết nhỏ nhất kế hoạch của bạn để phát triển bộ kỹ năng nâng cấp bản thân và phát triển để đạt được tiềm năng của bạn là gì luôn đặt kỳ vọng của bạn cao và không bao giờ chấp nhận sự tầm thường hãy chịu trách nhiệm về định hướng nghề nghiệp của bạn. Thừa nhận sự cần thiết của sự chăm chỉ bền bỉ và đầu vào, cũng như niềm tin rằng các thiên thần đang ở bên bạn. Một điều khác bạn cần biết về thiên thần số 444 liên quan đến sự nghiệp của bạn, vì nó đôi khi có thể liên quan đến ranh giới. Giả sử bạn đang ở trong một tình huống ở nơi làm việc mà đồng nghiệp đang làm suy yếu khả năng của bạn. Trong trường hợp đó, có thể đã đến lúc tập hợp các hành vi của bạn lại với nhau và đặt ra ranh giới cho phù hợp. Ngoài ra, giả sử bạn cảm thấy cuộc sống cá nhân đang bắt đầu len lỏi vào công việc và sự nghiệp của bạn. Trong trường hợp đó, đây là thời điểm để cân bằng giữa cả hai và thực hiện đúng các ưu tiên của bạn. Khi bạn nhìn thấy con số may mắn 444, đó là dấu hiệu thần thánh từ các bậc thầy than thiên, bạn sẽ bước vào một không gian khác. Đó có thể là một thông điệp của niềm hy vọng và sự hang thúc giục bạn. Hãy cố gắng lên và giữ vững sức mạnh vì chiến thắng đã cần kề. Nếu bạn thấy con số may mắn 444 khi bạn đang trải qua một thời gian khó khăn, thì đó là một thông báo rằng có một tia hy vọng và bạn sắp bước vào ánh sáng cuối đường hầm. Những bậc thầy thăng thiên đang mời bạn mở cửa và khám phá những khả năng mới. Đó là một lời kêu gọi thiên liêng bước ra khỏi vùng an toàn của bạn Và dám trở nên vĩ đại Bạn được kỳ vọng sẽ bình tĩnh và tích cực trong giai đoạn này Và chuẩn bị tâm thế cho những thành tựu Chưa từng có trong một số lĩnh vực của cuộc sống Nếu bạn nhìn thấy con số may mắn 444 sau khi chia tay Đó có thể là một dấu hiệu thiên liêng Từ các bậc thầy thang thiên Một thay đổi lớn đang đến Đây có thể không phải là thời điểm tốt Để bắt đầu cố gắng làm lành Và quay lại với người yêu cũ nhưng là lời kêu gọi bạn sẵn sàng cho một thử thách mới. Chúng ta thường đau buồn không kiểm soát được sau khi chia tay người yêu của mình vì chúng ta cảm thấy họ là người tốt nhất đối với mình và sẽ không thể tìm được người như họ. Tuy nhiên, điều này thường khác xa sự thật. Con số may mắn 444 là lời kêu gọi từ các thiên thần hộ mệnh. Hãy mạnh mẽ và tập trung vào tương lai. Đó là sự đảm bảo rằng bạn sắp thoát ra khỏi đau buồn đó để trở thành một người tốt hơn. Bạn có bắt đầu nhìn thấy con số may mắn 444 Sau cái chết của một người thân yêu của mình hay không? Nếu bạn nhìn thấy con số này Sau khi một người bạn Hoặc người thân qua đời Đó có thể là những thiên thần hồn mệnh của bạn Đang cố gắng gửi cho bạn một thông điệp an ủi, Họ yêu cầu bạn Phải mạnh mẽ Và là nguồn sức mạnh Cũng như sự an ngũi cho tất cả những người Có thể đang đau buồn xung quanh bạn Ngoài ra nó có thể là một thông điệp để đảm bảo với bạn rằng người thân yêu của bạn đã hoàn thành việc vượt qua cõi vĩ đại và đã được đưa sang thế giới bên kia. Cái thiên thần của bạn muốn bạn ngừng đau buồn vì linh hồn của người chết hiện đang yên nghỉ với tổ tiên của họ. Nếu bạn đang mang thai và nhìn thấy con số may mắn 444 thường xuyên, cái thiên thần hồn mệnh của bạn có thể đang gửi cho bạn một thông điệp thiên niên để tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn đang lo lắng, các bậc thầy thang thiên có thể đang thúc giục bạn giữ bình tĩnh và tiếp tục mong đợi. Họ yêu cầu bạn gạt mọi nỗi sợ hãi và lo lắng sang một bên vì mọi thứ sẽ ổn thôi và bạn sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Và khi bạn nhìn thấy con số may mắn 444 khi đang tìm cách mang thai, trong trường hợp này, những hướng dẫn tinh thần của bạn đang gửi cho bạn một thông điệp cụ thể từ cõi thần thánh. Họ nói rằng mối quan hệ của bạn sắp nảy nở và đi vào một cấp độ khác và sự kết hợp của bạn sắp được ban phước vì một em bé đang chào đời. Bạn đang trải qua một thử thách sức khỏe cụ thể và tự hỏi liệu con số may mắn 444 có chứa thông điệp nào giải quyết tình trạng của bạn hay không? Để nhận và xác định các thông điệp thông qua các số thiên thần, bạn sẽ cần phải tỉnh táo về mặt tinh thần và việc bị ốm có thể khiến bạn mất tập trung hoặc cản trở sự tỉnh táo đó. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu bạn bình tĩnh và tỉnh táo hơn để nhận ra thông điệp từ các thiên thần của bạn khi chúng đến. Nếu bạn nhìn thấy con số may mắn 444, trong khi bạn đang ở trong tình trạng sức khỏe không được tốt, hướng dẫn tinh thần của bạn có thể đang gửi cho bạn một thông điệp về sức mạnh và hy vọng. Họ có thể đang cố gắng gửi cho bạn nguồn năng lượng chữa lành và yêu cầu bạn luôn mạnh mẽ và lạc quan bạn sẽ thoát khỏi tình trạng sức khỏe tồi tệ đó. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Cuối cùng chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.